chiều ngày 5 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, vụ người phụ nữ tu vong trên công trường đường cao tốc đoạn Hòa Liên Túy Loan thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang đã được báo cáo lên Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Ngay khi nhận thông tin, Thường trực Huyện ủy Hòa Vang đã chỉ đạo công an huyện điều tra nguyên nhân sự việc, cũng như chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự cho bà C. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Hòa Liên Túy Loan đoạn qua xã Hòa Nhơn. Nạn nhân được xác định là bà C, 59 tuổi, trú thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn. Còn theo báo cáo của ông Phan Thanh Khiết, người phụ trách thi công công trình đường cao tốc Hòa Liên Túy Loan, sáng ngày 5 tháng 8, đơn vị tiến hành lưu lèn khu vực đất thuộc hồ sơ số 150 của hộ ông S và bà C, thôn Phước Thuận Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Thời điểm thi công, ông S có ra vị trí thi công và đồng ý cho đơn vị thi công tiến hành lưu lèn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà C ra khu vực thi công và có ý kiến tạm thời chưa thi công khu vực này, nên hai công nhân lái xe lưu đã đánh xe vào nghỉ dưới gầm cầu vượt. Sau đó, hai công nhân phát hiện bà C bị ngất xỉu cách khu vực xe lưu khoảng 50m nên đã bế bà C vào nằm nghỉ dưới gầm cầu và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, bà C yếu dần và tu vong vào khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, ông S và bà C có hồ sơ đền bù số 49 và hồ sơ 150 đường cao tốc Hòa Liên Túy Loan. Đối với hồ sơ 49, chủ hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và thống nhất bàn giao mặt bằng. Còn với hồ sơ 150, do quy chủ nhầm thửa cho bà N, nên vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổ công tác làm việc với ông S, đối chiếu bản đồ theo nghị định 64 trên CP, đã thống nhất điều chỉnh quy chủ lại cho hộ ông S. Tại buổi làm việc, ông S cũng đã thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.